Sau 6 trận đấu với Pau FC, số phút thi đấu theo từng trận Quang Hải đang ít dần đi. Trận đấu thứ 7 với Saint-Étienne, thống kê này tiếp tục nối giải. Ở trận đấu với Ganggom, Hải Con có 30 phút vào sân từ băng ghế dự bị. Sau đó Hải có 2 lần đá chính trước Dijon và Le Havre, lần lượt là 68 và 63 phút thi đấu trên sân. Ở 3 trận gần nhất, Hải Con đều ngồi dự bị và thời lượng thi đấu giảm dần, với 27 phút trước Sochaux, 17 phút trước Quevilly và đến vòng 6 vừa rồi Pau FC làm khách trước Kang, Hải chỉ được thi đấu từ phút 85. Việc Quang Hải có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9 đồng nghĩa với việc những trận đấu còn lại với Pau FC còn 3 trận đấu nữa trước quãng thời gian FIFA Days có một ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trước mắt, kế hoạch sử dụng nhân sự huấn luyện viên Didier Tholot vẫn đang là điều khiến các khán giả Việt Nam đang cảm thấy tức giận. Một mặt, Quang Hải vẫn chưa thể hiện được phong độ đỉnh cao nhất của mình. Mặt khác, tình hình chung ở Pau FC cũng chẳng ổn một chút nào. Ông Tholot vẫn chưa thể tìm ra bộ khung tốt nhất, những con người tốt nhất và chiến thắng đầu tiên, vì thế cũng là điều xa xỉ với Pau FC. Việc ông liên tục xáo trộn đội hình, thay đổi nhân sự liên tục thực sự là một trở ngại khó khăn cho bản thân Quang Hải trong việc thích nghi. Sau trận hòa may mắn trước đội bóng mạnh là Kang, huấn luyện viên Tholot dường như đang rất phấn khởi với ý tưởng mới về hàng thủ 5 người, đồng thời đặt niềm tin vào những cái tên ở hàng tấn công như Ceci D'Almeida, Henri Saivet, Steve Bona, David Gomit và tiền đạo Mohamed Yattara. Huấn luyện viên Tholot chia sẻ, chúng tôi đang có một hàng phòng ngự thú vị với Jean-Rouyit, dù cậu ấy không thi đấu trong một thời gian dài, hay là Noé Sou có trải nghiệm đầu tiên ở Ligue 2. Chúng tôi đã thể thủng lưới 6 bàn trước đó và hầu hết mọi người sẽ nghĩ tôi điên khi dám đấu với Kang bằng hàng phòng ngự mới lạ như thế. Chúng tôi đã dám làm và giờ đã có thể mỉm cười với một điểm trước Kang. Nếu huấn luyện viên Tholot yêu thích đội hình 5-3-2 với ý đồ phòng ngự chặt chẽ, thì với thể hình nhỏ con của Quang Hải đã trở thành bất lợi khiến tiền vệ Việt Nam khó lòng được ưu tiên. Trước đó ở 5 trận đầu tiên, Pau FC đều ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-1-1. 2 trận Hải đá chính, Pau đều hòa. 2 trận gần nhất Hải vào sân thì tỷ số đã an bài. Tại Pau FC hiện tại đang tồn tại một nghịch lý mà có lẽ đến chính ông Tholot cũng cảm thấy khó hiểu. Dù có hay không có Quang Hải trên sân, dù đã thay đổi chiến thuật chọn những con người tốt nhất có thể, nhưng Pau FC lại thể hiện một bộ mặt trì trệ đến thảm hại. Kể cả khi họ đã vượt lên dẫn trước Saint-Étienne, được thi đấu hơn người và dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của cộng viên nhà tại Notre Dame. Saint-Étienne từng là thế lực khá nổi tiếng của bóng đá Pháp, dẫu vậy đội bóng này đang tụt dốc không phanh ở Ligue 2 mùa này. Họ hiện chỉ hơn mỗi Pau FC trên bảng xếp hạng, đều có cùng 3 điểm sau 6 trận đấu. Nhưng các thống kê của Saint-Étienne nhìn chung tốt hơn đối thủ rất nhiều. Thực ra, Saint-Étienne bước vào mùa giải 2022-2023 với một bất lợi là bị trừ 3 điểm do các cổ động viên gây bạo loạn sau khi kết thúc năm ngoái ở Ligue 1. Trải qua 3 trận hòa để xóa điểm âm, đội bóng huấn luyện viên Laurent Batlles mới có được 3 điểm đầu tiên sau trận thắng ở vòng 6. Ở trận đấu đó, các thủ áo xanh đã nã tới 5 bàn vào lưới của Bastia. Một mình tiền đạo Jean-Philippe Grasso ghi 4 bàn cho Saint-Étienne. Chân sút này cũng vươn lên trở thành cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu với tổng cộng 7 pha lập công sau 6 trận. Cũng gặp nhiều khó khăn về điểm số và thứ hạng như Pau FC, nhưng gã khổng lồ xanh đang có nền tảng và sẵn sàng tạo nên cú bứt phá hơn đội bóng của Quang Hải. Trong một ngày mà các thủ Saint-Étienne chơi thăng hoa, họ hoàn toàn sẽ khiến hàng thủ Pau FC chao đảo. Và thực tế cũng đã diễn ra như vậy. Trận đấu giữa Pau FC và Saint-Étienne bắt đầu không có quá nhiều cơ hội trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Hai đội thi đấu chặt chẽ, cẩn trọng, thăm dò đối phương. Pau FC là đội bóng chủ động hơn trong khoảng 10 phút đầu trận. Phút thứ 11, họ được hưởng tình huống đá phạt ở khoảng cách 40 m. Tuy vậy, cú treo bóng của Edwin Kofi lại không thể làm khó hàng thủ đội khách. Phải đến phút thứ 34, Saint-Étienne mới có pha bóng đáng chú ý đầu tiên, đồng thời đó cũng là bàn mở tỷ số. Luis Mouton của đội khách có pha cứa lòng tuyệt hảo, làm tung lưới Oliero sau đường chuyền của đồng đội, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Mặc dù trước đó tiền đạo Mohamed Yattara có pha đánh đầu nguy hiểm ở phút 40, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành của Saint-Étienne trong gang tấc. Bước sang hiệp 2, tình hình cũng không có mấy cải thiện với đội chủ nhà. Trong lúc các cổ động viên đã mong chờ những sự thay đổi ở bên ngoài đường pitch, thì bước ngoặt bất chợt xảy đến với Pau FC. Nhận được phát bóng cực kỳ thông minh của đồng đội, Kofi có pha chạy chỗ thông minh đối mặt với khung thành đội bạn. Thủ môn Green đã phải lao ra khỏi vòng cấm, phạm lỗi với Kofi để ngăn chặn bàn thua trông thấy. Điều này khiến anh bị nhận thẻ đỏ trực tiếp, chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Green và là chiếc thẻ đỏ thứ 4 của Saint-Étienne dù mùa giải mới đi đến vòng đấu thứ 7. Một kỷ lục đáng buồn của gã khổng lồ xanh. Hàng công của Saint-Étienne hay bao nhiêu thì hàng thủ lại tệ bấy nhiêu. Trước trận đấu này họ đã để lọt lưới 13 bàn thua, nhiều hơn cả Pau FC. Rất nhiều ý kiến trước trận cho rằng huấn luyện viên Tholot cùng các học trò hãy tận dụng và khai thác điểm yếu này của đội bạn. Đúng như dự đoán, Pau FC có 30 phút chơi bóng với lợi thế hơn người trước đối thủ và được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Đây là cự ly rất phù hợp với cái chân trái của Quang Hải, nhưng tiền vệ số áo 19 khi đó không có mặt ở trên sân. Hải con vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị, người chịu trách nhiệm đứng trước quả đá phạt là Saivet. Không phụ lòng đồng đội, cựu cầu thủ Newcastle thực hiện tốt pha sút phạt làm tung lưới đội khách, đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Như được tiếp thêm năng lượng, các thủ Pau FC càng đá càng hăng, họ tràn lên tấn công. Bên ngoài, huấn luyện viên Tholot cũng liên tục thay đổi người, tăng cường mặt trận tấn công khi lần lượt tung các tiền đạo vào sân, rút các trung vệ. Duy chỉ có Quang Hải là mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đến phút thứ 77, một lần nữa Saivet tỏa sáng khi anh thực hiện quá tốt pha đá phạt bên cánh trái, giúp Pau FC lần đầu vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Bàn thắng thứ 3 trên chấm đá phạt của Saivet trong 2 trận liên tiếp. Hiện tại Saivet đã có 4 bàn, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Pau FC, đóng góp đến 80% số lượng bàn thắng cho đội chủ sân Camp. Vài phút sau, nếu cú đá của David Gomit chuẩn xác hơn một chút, bóng không tìm đến cột dọc mà đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1. Huấn luyện viên Tholot và Saivet đã có thể yên tâm kê cao gối ngủ, chứ không cần phải nổi giận và trải qua một đêm ác mộng như hiện tại. Trong lúc vẫn đang lâng lâng với chiến thắng đầu tiên đã gần kề, thì một lần nữa, đúng hơn là không biết lần thứ bao nhiêu ở mùa giải năm nay, hàng thủ Pau FC tiếp tục báo hại đội nhà. Phút 84, Kouaski khiến cho Pau FC phải nhận một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lenny Pinto không mắc sai lầm nào, gỡ hòa cho đội bóng giàu thành tích nhất của nước Pháp. Trong một hoàn cảnh có quá nhiều lợi thế đến như vậy, nhưng Pau FC vẫn có thể đánh rơi chiến thắng một cách khó hiểu. Pau FC không tự trách mình thì biết trách ai được. Nếu sai lầm của thủ thành Green tạo cơ hội cho Saivet ghi 2 bàn thắng, thì các cầu thủ phòng ngự của Pau FC cũng làm điều tương tự cho đội bạn. Tờ La Rep mới đây đã có bài phân tích khá chi tiết về hàng thủ của Pau FC và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng này phải vật lộn ở nhóm xuống hạng ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Didier Tholot đang sử dụng một hàng thủ khá đặc biệt, có nhiều cầu thủ được bố trí vốn không phải là một hậu vệ thực thụ. Ví dụ như ở trận hòa 1-1 trước Kang tại vòng 6, chỉ có Noé Sou và Jean-Lambert Evans xuất thân là hậu vệ trong hàng thủ 5 người của Pau FC. Trong khi đó, Edwin Kofi từng là một tiền vệ tấn công trước khi được kéo xuống, chơi hậu vệ cánh khi còn chơi ở Lorient. Jean Roy đá tiền vệ trung tâm tại Sochaux, còn với Xavier Kouaski, anh từng được xếp đá tiền vệ phòng ngự khi chơi bóng ở Thụy Sĩ. Trung vệ Jean Roy cũng trả lời với tờ La Rep rằng khi Pau FC chơi bóng với hàng thủ 5 người thì cả đội cũng buộc phải thận trọng hơn, phải phối hợp hài hòa, tránh việc để mất bóng và bị phản công. Chúng tôi không phải những người thi đấu cả đời hàng thủ, nhưng chúng tôi đều chấp nhận lựa chọn hiện tại và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là không để Pau FC bị thủng lưới. Chính bản thân ông Tholot cũng từng cay đắng thốt lên trước truyền thông rằng đội bóng thua không phải vì đối thương quá mạnh, mà vì hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Pau FC toàn tặng quà cho đối thủ, dù Giáng sinh còn chưa đến. Điều an ủi với ông và Pau FC lúc này là phong độ đỉnh cao Saivet, người đã cứu Pau FC hết lần này đến lần khác. Đều cùng là tân binh của mùa giải nhưng nhìn Saivet đang bay cao, người hâm mộ Việt chắc chắn đang chạnh lòng không ít. Nhất là nhìn cách Saivet tỏa sáng ở chính những thế mạnh của Quang Hải, đó là đá phạt. Sau rất nhiều sự chú ý ban đầu, truyền thông đã bớt nhắc đến Nguyễn Quang Hải. Hy vọng trong 3 trận đấu tới, Hải sẽ có những bước tiến mới trước khi trở về Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế cùng tuyển quốc gia.